Xin chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các doanh nghiệp Việt Nam với cơ hội hợp tác mới từ tỉnh Ehime của Nhật Bản. Tỉnh Quảng Ngãi xây dựng nhà mới cho người dân đón Tết Nguyên Đán. Cả ngàn người xếp hàng mua vé gây náo loạn tại phòng vé của hãng xe Phương Trang. Giới trẻ Hà Nội nô nức chụp ảnh trong rừng đào. Thưa quý vị, sau khi tham gia tọa đàm kết nối doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ tỉnh Ehime, Nhật Bản và Việt Nam, hôm nay các doanh nghiệp hai nước tiếp tục các chuyến tham quan, hội thảo theo phạm vi nhỏ để cụ thể hơn nữa các cơ hội hợp tác. 36 doanh nghiệp của tỉnh Ehime, Nhật Bản và 60 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự tọa đàm diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp đến tọa đàm mang theo những nhu cầu hợp tác rất cụ thể. Chuyên nghiên cứu sản xuất xe điện, chúng tôi mong muốn tìm những đối tác Việt Nam có thể chế tạo các chi tiết máy theo yêu cầu của chúng tôi, hoặc có thể cung cấp cả quy trình sản xuất khung xe. Tôi được biết là họ cũng rất mạnh về nông nghiệp. Tại chúng tôi đang thành phố đang tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung nhiều về cái giống, về dịch vụ nông nghiệp, rồi về những cái bảo quản sau thu hoạch, rồi về những cái công nghệ sinh học vân vân. Thì thông qua cái hội thảo lần này với sự hiện diện của một số doanh nghiệp Nhật Bản, chúng tôi rất mong là sẽ có những hợp tác cụ thể. Tỉnh Ehime chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thế mạnh về các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác, máy công nghiệp, ngành giấy và nông nghiệp. Hoạt động xúc tiến đầu tư lần này mở ra những cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp thành phố, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, đây cũng là cao điểm mua sắm trong năm. Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức hội chợ mua sắm lần 9 năm 2014 nhằm đáp ứng cho nhu cầu mua sắm cũng như giải trí cho người dân thành phố. Hội chợ quy tụ 350 doanh nghiệp tham gia với 650 gian hàng triển lãm, giới thiệu đa dạng các sản phẩm từ thực phẩm, hàng gia dụng, dệt may cho đến thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất. Không chỉ phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân thành phố, hội chợ còn có nhiều hoạt động giải trí khác như không gian lễ hội Tết cổ truyền, góc hướng dẫn ẩm thực ngày Tết, hội hát thơ, chương trình ca múa nhạc. Đã thành hoạt động thường niên, các doanh nghiệp tham gia hội chợ với những sản phẩm của mình, tham gia tặng quà cho các sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết, giúp họ có một cái Tết ấm áp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ mua sắm 2014 diễn ra từ ngày 16 tháng 1 cho đến hết ngày 21 tháng 1 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Chào đón năm mới 2014, Trung tâm truyền hình cáp HTVC của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đưa hai kênh truyền hình đặc sắc Screen Red và BBC Knowledge đến với khán giả. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV TMS là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đầu tiên tại Việt Nam, đưa hai kênh truyền hình đặc sắc này phục vụ khán giả. Screen Red là kênh phim truyện châu Á hoàn toàn mới của hãng HBO châu Á, giới thiệu các phim điện ảnh bom tấn và truyền hình thuộc nhiều thể loại. Đặc biệt, trên kênh này còn có các bài phỏng vấn những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và tin tức về làng giải trí. Kênh BBC Knowledge là bước đột phá về thể loại tài liệu truyền hình theo phong cách giải trí, phản ánh sinh động mọi mặt của thế giới quanh ta. Dự kiến trong thời gian tới, các gói kênh của HTVC sẽ được bổ sung nhiều kênh hấp dẫn khác nhằm mang đến cho khách thuê bao sự lựa chọn tối ưu và tiện ích. Tỉnh Quảng Ngãi vừa trải qua đợt lũ nặng nề với hàng trăm căn nhà bị sập và hư hỏng. Hơn một tháng qua, từ nhiều nguồn hỗ trợ, chính quyền đã sửa chữa và xây dựng nhà mới cho người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Anh Đinh Văn Hiền ở thôn Xà Nai, xã Sơn Nham đang cùng đội thợ cố gắng hoàn thành ngôi nhà của mình. Nhà có diện tích gần 40m² với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng từ sự hỗ trợ của nhà nước và tích góp của vợ chồng anh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương bố trí vận động nhân dân xây dựng nhà trên các vùng cao để tránh lũ. Tại các xã vùng lũ như Sơn Nham, Sơn Linh, nhiều ngôi nhà mới đang được xây dựng thay cho những lều tạm bợ. Nhà nơi có tiền làm nhà thì mình vui. Út mưa nhà xây á, làm anh ngon rồi. Trong đợt này, huyện Sơn Hà đã cấp kinh phí gần 1 tỷ 500 triệu đồng xây dựng 46 căn nhà mới. Sau hơn một tháng triển khai, hiện 15 ngôi nhà mới đã hoàn tất, đảm bảo đồng bào vùng lũ miền núi đón Tết yên vui. Báo Tuổi Trẻ tiếp tục chuyến hành trình đến với thầy trò vùng bão lũ Quảng Bình để trao thêm hơn 800 phần quà Tết trong chương trình Áo Tết Tặng Bạn năm 2014. Đây là đợt trao quà lớn nhất tại Quảng Bình trong chương trình này, với tổng trị giá quà tặng hơn 330 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ, bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ 1.000 suất quà Tết cho học sinh
và 100 suất quà Tết cho giáo viên tỉnh Quảng Bình. 636 công nhân đang làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận đã được tặng vé xe miễn phí trong chương trình Tấm vé nghĩa tình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp tổ chức vào tối qua 14 tháng 1. Trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 1, các công nhân khó khăn quê từ Phú Yên đến Hà Nội tại các khu chế xuất và khu công nghiệp sẽ tiếp tục được tặng vé xe miễn phí. Dự kiến trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận động doanh nghiệp hỗ trợ khoảng 6.000 vé xe cho công nhân về quê đón Tết. Từ 3 giờ sáng nay, hàng trăm người đã có mặt tại bến xe miền Đông để chờ mua vé xe của hãng Phương Trang. Hàng người xếp hàng dài cả 100 mét trên đường vào bến xe miền Đông chờ lấy số thứ tự để mua vé. Tuy nhiên, khi phát được khoảng hơn 200 số thứ tự, thì nhà xe đột ngột ngưng phát do lượng khách xếp hàng quá dài. Sự việc này khiến khoảng 1.000 hành khách còn lại nhốn nháo, gây náo loạn trước phòng vé Phương Trang. Nhiều hành khách đã vào phòng vé gây áp lực với nhà xe. Dù bảo vệ bến xe và nhân viên của hãng xe Phương Trang tìm mọi cách thuyết phục, nhưng không khí trong phòng vé ngày càng căng thẳng. Tôi đến đây lúc 5 giờ sáng tới giờ, nhưng mà lúc là xếp lần là 3 địa điểm rồi. Thứ nhất là xếp ở đây, khoảng 5 giờ xếp ở đây là dài cả 100 mét, nhưng mà chỉ phát được một vài số thôi. Nhưng mà là hành khách là bắt buộc phải giờ xuống dưới kia. Giờ nhu cầu mua vé xe của người dân trong dịp Tết là rất lớn. Hy vọng các nhà xe có cách bán vé khoa học hơn để người dân có thể mua vé được tiện lợi. Với thương hiệu gà Tiến Vua, gà Đông Tảo ngày càng thu hút người tiêu dùng do chất lượng thịt ngon và dai. Dù đã được nuôi thành công tại miền Nam, nhưng hiện gà Đông Tảo vẫn khan hiếm trên thị trường do nhu cầu trong dịp Tết Giáp Ngọ của người dân tăng cao. Trại gà Đông Tảo của anh Vũ Ngọc Tuấn ở xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là trại gà Đông Tảo đầu tiên và lớn nhất ở khu vực phía Nam, hàng năm cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn con gà. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu như anh không còn gà để bán. Trong những năm trước, trại của anh cung ứng gà cho thị trường Tết, tập trung vào hai tuần cuối của tháng 12 âm lịch. Nhưng năm nay, khách lại mua gà nhiều ngay từ đầu tháng 11, do nhiều khách hàng đã biết đến và tìm mua gà Đông Tảo. Dù hút hàng, gà Đông Tảo vẫn giữ mức giá ổn định suốt 3 năm qua là 350.000 đồng 1 kg gà trống và 300.000 đồng 1 kg gà mái. Trang trại gà của anh Tuấn còn cung cấp gà giống với giá dao động từ 500.000 đồng đến 1.200.000 đồng một cặp. Hà Nội đang trải qua những ngày giá rét, nhưng thời tiết cũng không ngăn được các bạn trẻ đến các vườn đào để ghi lại những bức ảnh đẹp trong thời khắc đất trời đang chuyển mùa. Càng gần đến Tết, hoa đào Nhật Tân lại càng nở đẹp. Giới trẻ Hà Thành đang nô nức đến các vườn đào để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa đào mùa xuân. Để vào chụp ảnh trong các vườn đào, mỗi người phải chi phí vé vào cửa từ 20 đến 40 ngàn đồng. Dịch vụ ăn uống giữ xe cũng tăng giá, có khi một lượt giữ xe lên đến 20 ngàn đồng một chiếc. Nhiều nhà vườn còn đầu tư xây dựng các địa điểm chụp ảnh đẹp, độc đáo, lạ mắt để khách tham quan vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa tha hồ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Ngoài ra, còn có nhiều dịch vụ ăn theo như cho thuê trang phục dân tộc, váy áo, trang điểm. Mỗi ngày, các chủ nhà vườn có thể thu nhập lên tới hàng chục triệu đồng nhờ các dịch vụ này. Các vườn hoa cúc, hoa hướng dương, hoa cánh bướm, cải vàng cũng nhộn nhịp người chụp ảnh. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, hang Sơn Đòn tại Quảng Bình lọt vào top 12 hang động kỳ dị nhất thế giới. Sản phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu có chứa chất độc hại. Tạp chí kinh doanh Business Insider của Mỹ vừa công bố top 12 hang động kỳ vĩ nhất trên thế giới, trong đó có hang Sơn Đòn nổi tiếng của Việt Nam. Từ khoảng 5 triệu năm trước, dòng sông ngầm chảy dưới chân dãy núi Đá Vôi nay thuộc tỉnh Quảng Bình đã tạo ra Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Hang có chiều rộng 150m, cao hơn 200m, dài ít nhất 5km. Hang Sơn Đòn nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam và gần biên giới Lào. Đá Vôi dần dần tách ra từng chút một bởi sự thẩm thấu và ăn mòn của dòng nước. Qua hàng triệu năm, những kẻ nứt dần mở rộng và tạo thành những hang động kỳ vĩ như chúng ta thấy hôm nay. Hang Sơn Đòn cùng với các hang động được bầu chọn trong danh sách đã được tự nhiên phú cho một vẻ đẹp ấn tượng hiếm có, khiến du khách tưởng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đại diện 14 hãng du lịch và các nhà báo đến từ Indonesia đã tham quan khảo sát các điểm du lịch cùng dịch vụ tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 vừa qua. Điểm đến đầu tiên là Đà Nẵng, tiếp đó là Quảng Nam, thăm phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và Thừa Thiên Huế. Tại Huế, đoàn đã tham quan các điểm du lịch trong quần thể di tích cố đô, khảo sát các khách sạn và gặp gỡ các hãng lữ hành.
Chương trình này sẽ giúp các công ty lữ hành thiết kế những tour tuyến mới, đưa khách đến Huế và Đà Nẵng nhiều hơn, đạt mục tiêu lượng khách sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Tại ngôi làng văn hóa Marimari thuộc thành phố Kota Kinabalu, bang Sabah, Malaysia, quý vị có thể chứng kiến tận mắt cuộc sống của 5 bộ lạc ít người, chủ yếu ở Sabah, giống như tổ tiên của họ hàng trăm năm trước. Nằm trong một khu rừng yên tĩnh, cách thành phố Kota Kinabalu 35 km, Marimari như một bảo tàng của các dân tộc thiểu số ở đảo Borneo. Tại đây, du khách được khám phá trải nghiệm văn hóa và sống như những người dân tộc Kadazan Dusun, Rungus, Lundaye, Baja và Murut của Malaysia. Đây là lần đầu tiên mà tôi được đến với Sabah. Được biết Sabah là một cái vùng mà có những cái dân tộc thiểu số ở Malaysia sinh sống. Tôi và những người bạn của tôi thì rất là vui được một cái lễ tiếp đón rất là đặc trưng và rõ nét về dân tộc ở vùng Sabah này. Làng dân tộc còn trưng bày một số mẫu nhà truyền thống, bản sao kiến trúc của các bộ lạc sớm thuộc bộ tộc Epochan. Khách tham quan còn có thể vào nhà và quan sát cuộc sống hàng ngày của họ một cách sinh động. Hàng triệu chàng trai cô gái Nhật Bản đã đón lễ thành nhân vào thứ Hai vừa qua. Đây là một ngày có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời họ, đánh dấu ngày họ chính thức được coi là bước sang tuổi trưởng thành với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Vào ngày này, các thiếu nữ Nhật Bản thường mặc furisode, một loại kimono nhiều màu sắc sinh động với tay áo dài, màu sặc sỡ, mang guốc Nhật, vấn tóc kỹ càng. Trong khi các chàng trai thì đơn giản hơn với những bộ vest đậm màu, cà vạt chỉnh tề. Đối với thanh niên Nhật Bản, lễ thành nhân là dịp để nhìn nhận bản thân khi bước sang tuổi trưởng thành. Ngày này có thể coi như là ngày mừng sinh nhật chung cho các bạn trẻ bước vào tuổi 20 và người ta đã lựa chọn ngày đầu tiên của tuần thứ hai sau Tết Dương lịch để tổ chức sự kiện này. Trong ngày nắng đẹp đầu năm 2014, vẻ đẹp của những bộ kimono và nụ cười rạng rỡ của các cô gái đã hút hồn bao du khách nước ngoài yêu mến đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Tổ chức Hòa Bình Xanh hôm qua thông báo kết quả phân tích 82 mẫu quần áo và giày dép trẻ em của nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cho thấy 61% số mẫu có chứa chất nolyphenol ethoxylate có thể gây rối loạn hormone. Ngoài ra, các xét nghiệm cũng tìm thấy axit fluoroctonate liều cao trong một số mẫu quần áo. Đây là loại axit có thể gây hại cho khả năng sinh sản. Trước đó, Tổ chức Hòa Bình Xanh đã lấy mẫu quần áo của các hãng Adidas, Burberry, CNA, Disney, Gap, Lining, Nike, Puma, Primark và Uniqlo tại 12 quốc gia khác nhau, trong đó có 29 sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Kết quả, mỗi nhãn hiệu đều có ít nhất một mẫu sản phẩm chứa hóa chất độc hại. Những chất này có mặt trong nhiều loại sản phẩm, từ những thiết kế sang trọng cho đến thời trang bình dân. Đây là cuộc điều tra mới nhất trong nỗ lực của Tổ chức Hòa Bình Xanh nhằm buộc các hãng thời trang đến năm 2020 phải chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng các vật liệu độc hại trong quá trình sản xuất. Một nhà nghiên cứu di truyền người Belarus đã chụp được những bức ảnh rất thú vị. Chỉ cần một giọt máu là có thể có được chân dung gen di truyền rất rõ nét. Theo lời các bác sĩ, họ đưa phân tử ADN vào trong từ trường rồi tiến hành quay chụp. Đương nhiên chân dung gen của mỗi người sẽ khác nhau. Trên thế giới hầu như không tồn tại hai gen di truyền giống hệt nhau. Ngay cả ở các cặp song sinh cùng trứng thì cũng hết sức hạn hữu. Bởi vậy hình thái phân bố gen là duy nhất có một không hai. Chân dung gen di truyền không bị ảnh hưởng bởi năm tháng và bất biến trong suốt đời người. Tiếp theo trong phần sau của chương trình. Công an quận 11 triệt phá một băng nhóm chuyên mua bán trái phép chất ma túy. Ngôi sao bóng đá Hà Lan, Warren Seedorf sẽ giải nghệ để trở thành huấn luyện viên của AC Milan. Bao quanh chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bị sụp đổ nhiều năm nhưng cho tới nay vẫn chưa được sửa chữa. Một đoạn bờ tường bên hông cầu vượt hướng từ cầu vượt Văn Thánh về cầu Sài Gòn bị sụp lún nghiêm trọng. Mảng tường có chiều ngang gần 1 mét, cao hơn 2 mét, bị sụp hoàn toàn, kéo theo toàn bộ phần tường bên trong. Phần cốt thép phía dưới cũng đã bị gãy rời và hoen rỉ, còn phần bê tông tiếp đất đã bị lún. Cách đó khoảng 3 mét, một mảng tường khác cũng có tình trạng tương tự, nhưng phần bị sụp có diện tích nhỏ hơn. Xung quanh đó, một đoạn tường dài khoảng 10 mét cũng bị nứt. Được biết, mảng tường này đã bị sụp từ năm 2010, nhưng đến nay phần sụp vẫn còn nguyên và ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng không ai lường trước chuyện gì sẽ xảy ra với những mảng tường chờ sập này.
Công an quận 11 vừa triệt phá một băng nhóm chuyên tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tạm giữ 9 đối tượng, cầm đầu là Tạ Thái Tường, sinh năm 1993, ngụ tại quận 11. Tất cả các đối tượng này đều là bà con họ hàng với nhau. Để đối phó với lực lượng công an, chúng chuyên đi giao hàng bằng xe phân khối lớn, đặc biệt không bao giờ dừng phương tiện khi có đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư. Một đối tượng đi giao hàng sẽ có thêm 6 đối tượng khác đi theo bảo vệ cảnh giới. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 14 xe máy, 132 gram ma túy tổng hợp, 1 gram heroin và nhiều đồ chơi công nghệ khác. Đây là một trong nhiều vụ án mà Công an quận 11 đã khám phá trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp lễ Tết do Công an thành phố Hồ Chí Minh phát động. Ngày 14 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đối tượng trong vụ án giết người ở thôn 4 xã Hòa Nam đã ra đầu thú. Trước đó, tối ngày 13 tháng 1, Phan Văn Nam, sinh năm 1988, trú tại thôn 3, xã Hòa Nam, đến nhà ông Đỗ Triệu Dũng, sinh năm 1961, trú tại thôn 4, cùng xã, để đòi số nợ 3 triệu 100 ngàn đồng mà ông Dũng đã nợ Nam từ đầu năm 2013. Hai bên xảy ra cãi vã, ông Dũng dùng dao đuổi đánh, đập xe máy của Nam dựng ở trước sân, rồi bỏ vào trong nhà. Nam liền chạy đi nhổ một cây cọc hàng rào dài khoảng 1,5 mét, quay lại đập vào đầu ông Dũng, làm ông ngã gục tại chỗ. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Dũng đã tử vong. Ngày 14 tháng 1, Công an thành phố Huế vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quý, 29 tuổi ở phường Kim Long, thành phố Huế, vì hành vi trộm cắp tài sản. Vào sáng ngày 8 tháng 1, Quý đến nhà anh Trần Anh Tuấn ở số 15/7, đường Phạm Thị Liên, thành phố Huế để mượn tiền, nhưng không có ai ở nhà. Thấy một chiếc xe máy để ngoài sân, Quý đã phá khóa xe và đem tài sản đi cầm cố. Có được 2 triệu 500 ngàn đồng, Quý tiếp tục mua ma túy về dùng. Công an phường Kim Long phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế đã điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Quý. Tại cơ quan điều tra, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Quý đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 tiền sự về đánh nhau và hủy hoại tài sản, 1 tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy. 7 đối tượng vừa bị Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang đòi nợ thuê tại nhà của bà Phạm Thị Què, 54 tuổi, ở thị trấn Kỳ Anh vào ngày 13 tháng 1. Tại hiện trường, Công an thu giữ 90 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 súng ngắn và 4 viên đạn. Các đối tượng khai nhận con gái của bà Què là Phạm Thị Nina có nợ tiền của Đặng Thị Hà, nên Hà đã gọi điện cho Nguyễn Ngọc Anh đến đòi nợ giúp. Sau đó, Ngọc Anh đã cùng 6 đối tượng khác đi trên xe ô tô đến Kỳ Anh, dùng súng đe dọa, đòi bà Què phải trả nợ thay cho con gái. Ngày 14 tháng 1, Công an phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lê Vĩnh Đông, 32 tuổi, ở phường Đông Vĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận, sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Danh ở khối 13, phường Đông Vĩnh đem xe máy đến rửa tại tiệm của gia đình Đông. Lúc lao yên xe, Đông đã trộm chiếc ví chị Danh để trong cốp xe, trong đó có hơn 5 triệu đồng tiền mặt. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cho thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Thưa quý vị, không khí lạnh ở phía Bắc đã khuếch tán về phía Nam, đem lại tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban đêm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông xuống 19 độ C. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển ra phía Đông và dễ dàng tiếp tục khuếch tán về phía Nam, sẽ là hình thế chính chi phối thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, diễn biến thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận trong đêm nay và ngày mai như sau. Đêm và sáng sớm trời lạnh, sáng sớm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và vùng ven ngoại ô có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 19 đến 20 độ và cao nhất ngày mai là 31 đến 32 độ. Với tiết trời mùa đông xuân, thời tiết lạnh rất thuận lợi cho sự phát triển và lan rộng của virus cúm nói chung và cúm gia cầm nói riêng. Bên cạnh đó, Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ gia cầm và thủy cầm là rất lớn. Việc buôn bán gia cầm, nhất là gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc vẫn tiếp diễn. Vì vậy, mọi người không nên chủ quan, cần đề phòng bệnh và tránh. Trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội cúp nhà vua Tây Ban Nha, đương kim vô địch Atletico Madrid tiếp Valencia trên sân nhà Vicente Calderon. Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Sau trận thương hùng với Barcelona ở La Liga, Atletico Madrid vẫn thi đấu quyết liệt với Valencia khi hai đội gặp lại nhau ở trận lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha. Chủ nhà Atletico Madrid chơi lấn lướt, nhưng mãi đến phút 51, các học trò huấn luyện viên Diego Simeone mới cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là Diego Godin. Đến phút 89, cũng từ một pha đá phạt góc, Raúl García đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Với chiến thắng 3-1 chung cuộc, Atletico Madrid giành vé vào tứ kết.
Hôm qua, ngôi sao bóng đá Hà Lan Clarence Seedorf cho biết anh sẽ giải nghệ để trở thành tân huấn luyện viên của đội bóng Italia AC Milan. Cầu thủ này từng có sự nghiệp lẫy lừng, trong đó có 10 năm đỉnh cao ở AC Milan. Người đại diện của Seedorf cho biết cầu thủ này đã ký hợp đồng 2 năm rưỡi với AC Milan, thay thế huấn luyện viên Allegri vừa bị sa thải hôm thứ Hai sau chuỗi thành tích bết bát từ đầu mùa. Điều đáng ngạc nhiên là Seedorf chưa có bất kỳ kinh nghiệm huấn luyện nào. Cầu thủ năm nay 37 tuổi này thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Botafogo của Brazil từ năm 2012 đến nay. Trước đó anh từng có 10 năm thi đấu rất thành công tại AC Milan. Clarence Seedorf là cầu thủ đầu tiên giành 3 danh hiệu Champions League với 3 câu lạc bộ khác nhau. Anh đã giành chiếc cúp danh giá này cùng Ajax Amsterdam vào năm 1995, với Real Madrid vào năm 1998 và AC Milan vào năm 2003. Trang chính giải đua xe Dakar Rally diễn ra từ Calama đến Iquique, Chile, dài 422 km. Ở nội dung mô tô, xe của Alain Duclos gặp vấn đề về kỹ thuật, buộc anh phải bỏ cuộc. Người về nhất trận đua này là tay đua người Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng tổng sắp Marc Coma. Với chiến thắng này, anh đã gia tăng khoảng cách so với đồng hương Juan Barreda Bot lên 40 phút trên bảng tổng sắp. Ở nội dung xe hơi, Carlos Sainz cũng phải bỏ cuộc vì xe gặp trục trặc. Tay đua huyền thoại người Pháp Stefan Peter Hansen giành chiến thắng trận này với thành tích 4 giờ 17 phút 53 giây. Nasser Al Attiyah của Qatar về thứ hai, trong khi tay đua người Tây Ban Nha Nani Roma về thứ ba. Hiện trên bảng tổng sắp, Nani Roma vẫn dẫn đầu. Giải quần vợt Australia mở rộng tiếp tục diễn ra vào hôm nay dưới cái nắng gay gắt ở thành phố Melbourne. Hôm nay là ngày thứ ba của giải. Hạt giống số 7 người Cộng hòa Séc Thomas Berdych đã trở thành tay vợt nam đầu tiên giành vé vào vòng 3 của giải quần vợt Australia mở rộng. Dường như Kenny DeSchepper của Pháp đã gặp một đối thủ quá tầm khi Berdych hoàn toàn chiếm ưu thế và dễ dàng giành quyền đi tiếp với chiến thắng 6-4, 6-1, 6-3. Ở giải nữ, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams cũng không cho Vesna Dolon của Serbia một cơ hội nào. Tay vợt hạng 104 thế giới nhanh chóng để thua sau 2 ván với tỷ số 1-6 và 2-6. Tay vợt người Trung Quốc Lina cũng dễ dàng vượt qua vòng 2 khi đối thủ của cô là tay vợt trẻ mới 16 tuổi Belinda Bencic đến từ Thụy Sĩ. Lina chỉ mất có 22 phút để thắng ván đầu 6-0. Sang ván thứ hai, Bencic thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn thất thủ ván này sau loạt tie break. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 22 giờ trên kênh HTV4 và lúc 6 giờ sáng mai trên kênh HTV1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. We'll be right back.